Xin chào các bác ạ. Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng em có đơn để đi nâng cấp bộ dàn cho chú cách rất là quen thuộc ở Minh Alo chi nhánh miền Nam ạ. Dạ vâng. Thì hôm nay nâng cấp cho chú là một đôi loa RCFC3110 bát 25 made in Italia các bạn. Và chiếc súp là RCFS4012 bát 30 ạ. Đôi loa và súp đồng bộ của RCF xịn các bác nhé. Và tủ máy thì chú thiết kế tủ máy rất là chất, một chiếc đẩy 4 kênh H-1000 của thương hiệu Debeltic, mỗi kênh là 1000W, cái dòng nguồn xung và size 1U dòng cao cấp của DB các bạn. Và một bộ mic DB LX-M5, một chiếc nâng tiếng DB DAC-6S, một chiếc vang số Beta K7 và một chiếc quản lý nguồn để bảo vệ tất cả thiết bị bộ dàn sử dụng quản lý nguồn MB S900 Pro ạ. Anh em đang cho ra để đo lắp tuyến và căn chỉnh ạ. Thì không gian này là không gian khoảng tầm là 15-16m2, rất là phù hợp với cái độ phủ của đôi loa RCF C3110 này các bác ạ. Một trong những dòng loa mà thời gian vừa rồi em về cực kỳ hot, chất âm rất là hay, thương hiệu Italia. Ok, và bây giờ thì em sẽ đi vào để setup, mời các bác cùng lắng nghe và trải nghiệm chất âm của combo loa RCF súp RCF sau khi căn chỉnh với không gian này các bác nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ. Cùng trang cùng lứa, chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một toán. Giá từ Sài Gòn yêu, nửa đêm tâm sự linh mơ ký tha hương đồng hành. Vui chung cuộc hành trình, phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao. Thôi em lại khóc, bàn tay đang níu lại xin thời gian. Ngày xa thành phố, nói vui cũng nói buồn, đây ấp ba lô nặng lắm. Tám thằng chồng chúng tôi đưa nghiêng vai ngồi tiếc nuối, đứa khoanh tay nhìn trời. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ngút ngàn. Rồi em ơi, gió sông Hương lạnh lắm, vai trắng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em. Bao nhiêu thương nhớ răng đầy, bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn riêng vẫn vương.